Xin chào mọi người, đã quay lại với kênh Bắp Ẩm Thực. Thì cả nhà ơi, hôm nay á, Nhi đi chợ mua được con cá lóc thiệt là tươi và ngon luôn. Nãy giờ Nhi ướp và rửa sạch sẽ, ướp được 15-20 phút rồi. Thì trong này á, mấy cái khứa Nhi để như kho keo, mình chấm rau sống. Còn cái đuôi với cái ấy, cái đuôi với cái đầu thì Nhi sẽ nấu canh chua rau muống nè. Nhi có một ít rau muống nè, Nhi bóp ra rồi ha. Bóp nó hết ra hết cái mủ rồi. Mình nấu canh đầu cá lóc với rau muống với me, nấu chua. Chứ gồm có ít rau sống để chấm nước cá với mấy trái cà pháo. Thì chiều hôm nay mình chuẩn bị cho bữa cơm hai mẹ con nha cả nhà. Mời cả nhà theo dõi nha. Cho nên mình phải đốt bằng cái này. Bắt lửa cá này mình kho. Cá này chắc nãy giờ ngon lắm, cho nó thấm ngon lắm. Mẹ lấy cái đuôi ra để nấu canh. Cá mình mới kho nó lên cái màu đẹp trên này cả nhà. Cái màu này là em xài đường mía đó. Tươi ngon quá ha. Giờ mình trở nó lại cho nó thấm. Cho nó thấm đó cả nhà. Rồi cái nước này mình để sệt sệt, mình chấm rau sống nó ngon lắm luôn. Mình tính làm miếng mắm Thái mình chấm rau á, nhưng mà trời nó mưa quá mình ăn mình sợ nó nặng bụng á cả nhà ơi. Cá cũng sắp chín rồi cả nhà ơi. Đó, chuẩn bị là mình qua nồi canh. Nó sôi rồi, mình cho rau muống vô luôn nha. Rồi mình cho rau muống vô luôn. Mình cho rau muống vô luôn cả nhà. Nó quá ngon luôn ha. Rồi mình trộn đều nữa. Canh chua đầu cá lóc với rau muống nha cả nhà. Miếng đường mía nữa. Để vậy mình có me đó, mình sẽ canh cái chua của nó rồi. Mày làm Bây giờ thì chua nồi canh của mình nó đã chín rồi nha. Mình dọn cơm ra mình ăn thôi cả nhà ơi. Đây, canh chua rau muống với đầu cá lóc. Xin chào ông bà, cô chú và các bạn. Thì cả nhà ơi, hôm nay Nhi cũng mua được con cá lóc với lại ít rau muống rồi còn ít rau sống. Thì chiều hôm nay bữa cơm của hai mẹ con á thì Nhi cũng đã chuẩn bị làm nãy giờ xong rồi. Thì bây giờ hai mẹ con xin mời ông bà cô chú các bạn ăn cơm cùng với hai mẹ con Bắp Ẩm Thực nha. Thì giờ xin mời các bạn. Tôi sẽ nhớ này nó lão gì, xin mời cả nhà. Ở Đà Lạt á. Cái chén cơm mình hơi đầy vì mình ở có Đà cơm Lạt cháy. Mày lắp nguyên khứa rồi, mà cơm mày đầy quá. Ăn bớt đi nè. Rồi nguyên khứa cá. Ngon không chị các bạn? Ủa, nãy con nói ăn bún mà, mẹ quên mất. Thì để con xong cơm rồi bao. Mẹ quên, mẹ bới bua cơm cho con. Giờ con ăn xong con lấy cái tô ăn bún cho rộng. Để cái chén đó mình bỏ xương luôn đi. Cái miếng giấy nặng của con đâu? Còn để xương. Trời mưa anh chị các bạn ăn cơm với cá kho nó thiệt ngon luôn á. Rất nói chứ thiệt ngon.
rất ngon hả? Mình canh chua nó ngon lắm luôn đó, nó cay nó chua y như là cái lọc thái vậy đó, y như mình cay ngon. Ủa con, nó sẽ bị nén lại cay hả? Cay là mẹ mới bỏ cái gói tô của mẹ, đúng rồi, nó sốt của mẹ mình thấy nó nhưng mà hơi cay quá đúng không con? Nó con phải ăn chút, con ăn nhiều rau muống, nhiều rau sống vô nó mới bớt cái cay được. Biết nãy mày bỏ nửa gói thì bỏ không hết một gói cay quá. Đồ nguyên mất. Hôm bữa con ăn nó cay quá rồi. Nhưng mà con ăn nhiều rau muống, nhiều rau sống cứu lại. Cái canh này nó siêu cay luôn á, canh chua này nó cay quá. Nè, bỏ xương đi. Đi lấy cái tô nhỏ con ăn miếng cho nó đậm đậm. Gắp rau vô. Rau muống bọc là rau sống, rau muống thì nó hơi cay á, mình nghĩ ăn rau sống đi. Cơm cháy nó ngon. Hay là mày bỏ cho. Đúng rồi, có veo rau vậy đó mới không? Mới tốt và nó bớt cái cây á. Nó thấm vô rau. Nó thấm vô rau. Một cái cái miếng thịt gà nãy mày bỏ cho nó nóng đâu rồi ta. Đây. Quá wow, nó hơi bự. Cảm ơn. Chà tao bỏ vô đâu mà không chịu gắt. Còn cái ớt không ngon. Cái miếng mỡ cá hả anh chị? Miếng mỡ cá. Cảm ơn. Nè mấy tròn lắm. Nó khó lắm. Mình phải cắt nó ra hả? Đường. Bỏ vô đây đi, cho nó dễ đó. Bỏ cái gì bánh vô. Cái gì bánh nè? Quên chị bún.
cay quá không? Cay quá chắc ngưng ăn. Cái đầu cá luôn. Mà trời nó càng lạnh là càng ớt anh chị ơi, càng lạnh càng cay. Ngon quá. Mẹ nhắn cho bà là mẹ gói tập con á, mua cái gói mì cay á để cho mình hay ăn á, gửi lên 1%. Cay quá rồi, chắc mình kết thúc video cái này. Từ từ mình ăn. Mình con lâu lên đây. Cái này cay, mình thấy nó nó cay mỏ, để nó có cái độ mỏ. Mình chưa bắt. Còn nước quá chậm. Thì cả nhà ơi, hai cái video của cái video của mẹ hai mẹ con mình á cũng dài quá rồi, mình xin kết thúc video nha. Hai mẹ con xin cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem dõi của kênh hai mẹ con. Hai mẹ con chân thành cảm ơn và chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an. Chúc cả nhà bữa cơm tối thật là vui vẻ bên gia đình của mình. Xin hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Bye bye.